Viet Solution là cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia. Năm thứ 3, Viet Solution có chủ đề Cộng hưởng kiến tạo xã hội số. Chỉ sau 3 tháng, cuộc thi thu hút được 257 hồ sơ từ 17 quốc gia trên thế giới. Trong đó có nhiều quốc gia phát triển về công nghệ như Anh, Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Nga, Úc. Với các bài toán cụ thể thuộc 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tìm kiếm các giải pháp hướng đến mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch. Gần 85% các bài thi của Viet Solution 2021 tập trung vào các nội dung này. 80 hồ sơ có chất lượng tốt, phù hợp để các doanh nghiệp đầu tư, hợp tác phát triển. Đã có 16 giải pháp sản phẩm tiềm năng để hợp tác đầu tư ngay từ thời điểm kết thúc vòng sơ loại. Đây là thay đổi lớn nhất của cuộc thi Viet Solution so với mùa trước. 32 đội thi vượt qua vòng sơ loại cùng những giải pháp ứng dụng nhiều công nghệ 4.0, đặc biệt là công nghệ AI, tập trung giải quyết các bài toán thực tế của xã hội, đặc biệt là những vấn đề nảy sinh trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. Trải qua vòng loại, từ 32 đội thi, ban giám khảo lựa chọn 10 đội thi tiềm năng nhất để được đào tạo, hướng dẫn, hoàn thiện sản phẩm. Vòng chung kết của cuộc thi đã diễn ra vào ngày 16 tháng 10, 5 đội chiến thắng chung cuộc đã được chọn ra. Viet Solution cộng hưởng để kiến tạo xã hội số.